Ủa sao có màn hình nó đang thui vậy trời? Mạng kiểu gì nữa rồi? Đang xem trực tiếp á. Rồi xong luôn rồi. Gì vậy? Cả nhà ơi, không có thấy màn hình luôn rồi. Bị cái gì không biết. Hello cả nhà. Rồi thấy rồi. Hello hello cả nhà yêu. Cả nhà yêu ơi, cả nhà yêu ơi. Hồi tối chị nói là 200 gữ á. Hàng hiệu của ta mà. Rồi bây giờ em gọi chính xác rồi đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều chị Mai Anh. Rồi anh chị cho em xin một lượt chia sẻ đi. Cho em xin một lượt chia sẻ đầu like lên giùm em cái nha. Em ghim cái bình luận cái nè. Hôm nay là có giày bóng luôn nè. Có ai cần giày bóng thì em lên. Nói chung là em thủ gần đây thôi. Tiền chừng nữa lấy giày em bé trong nhà đó gái. Có hả? Lên cái gì nó tăng quên rồi. Rồi cả nhà cho em xin lượt chia sẻ nha. Cho chuyện cục giấy. Cho em xin lượt chia sẻ để em không có bị ẩn cái comment nè. Lần like, lần vào app từng chi tiết. Rồi ghim cái bình luận cái. Rồi làm việc với mình chị làm liền luôn. Lúc quặng hả em ghim lấy cái chui này nè. Cái chui điện thoại của chị ghim lại đàng hoàng. Nên có chừng nó giật cái dây này nè. Rồi xong phim làm việc. Nút dạng size 41 lụm cho chị này cái. Mở hàng cho chị này cái đi. Nút quặng mà size 41 này à. Em không có thụ để like nha. Size 41 này là chỉ cần em mới lên cho mình luôn nè. Rồi hôm nay là em lên hàng đẹp cho mấy chị luôn. Bao tử nó bị lói lói nó có chịu trong người. Rồi lên hàng lên cái con gì đây. Trời ơi sao được khúc này còn là màu hồng không ta. Ai thích hồng đây. Ai thích con bánh bèo đây. Sao còn là bánh bèo không vậy. Bánh bèo. Bánh bèo, bèo bánh, bánh bèo. Trời ơi, tự nhiên nó lụm bánh bèo dữ trời. Bánh bèo, bèo bánh luôn. Oh my god, nhiều dữ trời. Trời ơi, mấy chị. Trời ơi, nhìn nè, nhìn bánh bèo nữa, nó đẹp cỡ này luôn.
bánh bèo từng chi tiết luôn. Rồi chị mở hàng cho em cái nha. Size con này là size 41 luôn nè, mà bằng da thật nút vặn luôn nè. Size 41 da thật nút vặn. Chị gì Hoàng Ngọc Cầm, Hoàng Ngọc Cầm chị mở hàng giúp em luôn, mở hàng giúp em luôn nha chị. Cái này lấy lên cho chị luôn nè, cái hàng này em đâu có chuẩn bị like đâu. Rồi bằng da thật và màu sắc màu da bò đẹp cực kỳ luôn đó. Mà con này là một con nút vặn 200k, lên mã cho em luôn nha, mã 200k cho em luôn nè. Với lại là dập hiệu hàng hiệu của La Puma luôn, hàng hiệu La Puma, da thì da lộn thở da thật luôn đó. Size 39 chị ơi, ok cái gì cũng có hết trơn. Rồi mở hàng lên cho em mã 200k, nút vặn luôn luôn, lúc nào cũng giá 200k hết. Mở hàng cho em con đầu tiên luôn đi ha. Rồi 200k nút vặn hàng hiệu của La Puma, hàng hiệu của La Puma. Trời ơi em nói thiệt, bánh bèo nó quá trời đẹp luôn và ngon luôn. Được cái con bánh bèo mà nút vặn size này size bao nhiêu? À đù, cái đó vô xong để ghi lại. Trời ơi là trời, sao tôi nhiệt tình dữ vậy. Nút vặn 200k thì lên giúp em là mã 200k thôi. Tại nút vặn này đó, nút vặn này có khách yêu cầu cho nên em mới lên cho 200k. Chốt cho Ni Lê, chốt làm liền 200k cho Ni Lê. Rồi mấy chị cần nút vặn thì em vẫn có, vẫn có. Tại em thấy lên nhiều quá em bị nhức đầu thôi chứ có gì. Oh my god, chị Mai Anh ơi là chị Mai Anh, size 39 mà nó đẹp cực kỳ luôn. Chị yêu cầu size 39 sao em lộng ngay con 39 luôn. Một con hàng hiệu của Nike má, trời nó mới. Em định giới thiệu con này quá trời đẹp luôn, mà ai dè đâu lên là đai size 39 luôn. Thứ nhất là đế hơi nè, thứ hai là Nike nè, và Nike má luôn. Rồi con này là hoàn hảo. Size 39 lên mạng cho em là mã 22. Size 39 mã 22. Ôi đẹp quá. Thiệt. Trời ơi, bánh bèo nhiều thứ quá. Chị muốn chốt đơn hàng, chuyển khoản cọc đi chốt với chị nha, Hoàng Ngọc Cẩm. Rồi, một con size 37.5. Một con hiệu Nike size 37.5. Lấy cho chị nút vặn một phần đi để cho mấy anh chị này chốt. Lên mã cho em là 18. Mấy anh chị yêu cầu cái gì là có, dạng bé cũng có luôn. Rồi, size 37.5, lên mã cho em là 18. Mã 18 cho em một con size 37.5. 18, bữa nay lên là dòng họ nè, bò con cô bác của màu hồng nè. Size 37.5, tông màu cực kỳ đẹp luôn. Đó, dây nữ, hàng hiệu Nike, 37.5 size của nó. Lên mã cho em là 38, 37.5 là 37 hoặc 39 đều mã hiệu hoặc là 38 đều mang được. Rồi, lên mã cho em là 38. Mã 38, trời ơi, nhiều hồng thế. Nhiều hồng thế. Nút chặn sẽ lớn. Đây, con đỏ này đẹp hơn hồng luôn. Trời ơi, hồng hồng người đỏ, trời ơi nhìn hồng nè. Nó nhiều. Trời ơi. Một con size 41. Một con nút vặn size con này là size 41 nè. Nút vặn size 41. Mấy cái con nút vặn là đồng giá 200k. Nha, giá không có thay đổi. Lên mã cho em con này là 590. 200k. Nút vặn không có cầu kỳ cổng dây. Đó, mở nắp, sọt chân, đóng nắp. Rồi. Giới thiệu. Mà 590. 590 cho em con này. Lột thơm rồi ăn, ăn rồi lột. Mở nắp rồi đóng nắp. Rồi xoay xoay. Hồi nãy tao cười vô, hôm nay mày biết cười gì không? Tao giờ đút ăn nó mà gạt vậy nè. Gạt nhanh quá nó vậy. Ăn đi đi, đi xem cá mập. Ăn đi đi, đi xem cá mập nó trả lời câu. Đi đặng cho nó cắn cái gì. Mà tao nghĩ đút rồi tao ngồi tao cười không. Cười cái gì mẹ. Đi coi có mặt đặng nó cắn hả? Rồi không, đi coi thôi đâu có cắn. Rồi cười hết nói nổi rồi bắt đầu đút lần hai. Ăn đi đi, đi coi cái sao.
đi coi cá sấu lỡ miệng mà nó nói cá sấu nó không cắn luôn. Rồi con này là size 39, một con nút vặn và con này là lười thể thao. Câu này lười thể thao, size con này là size 39. Đôi này nam nữ mang được. Ủa, có chào ngược lại rồi mà. Chào phúc tầm, hồi nãy đã nói là chào phúc tầm đấy rồi. Một con size 39 lười thể thao, độc nhất là vừa có hiệu Fila luôn. Con này đẹp ngầu, 200k, lên mã cho em là 104. Lên mã cho em là mã 104, một con Fila. Sao mà ôi da ơi, em cái đôi này chị nhớ chị có lấy đôi mà ta. Trời ơi là trời, ai chốt được con này? Ai size này size nhỏ rồi, size tầm 36-37. Một con size 36, con này mới chị tinh long vài triệu mày, vài chục triệu nè. Quá đẹp luôn. Con này là vài chục triệu nè. Mang quần chính tắc á. Con này là nếu mà màu mà cái gì, nếu mà size 38 là con này em lụm vào tủ nữa rồi. Em có lụm một con là màu trắng á, màu gì, màu đen. Trời ơi con này nó ngầu, nó đẹp. Size 36 bán cho mấy chị 200k con này, lên mã cho em con này màu đỏ. Mặt size 36. Con này là đưa cái điện thoại cho chị đi. Con này là vài chục triệu. Vài chục triệu tại có test rồi. Hình nè. Trời ơi VIP lắm, hàng hiệu Nai luôn. Con này hình như là mười mấy củ gì. Con này là mười mấy củ gì đó. Đâu rồi. Ôi xịn nè. Giờ nói chung là đầu like vui vui khùng khùng một chút đi. Rồi anh chị chấm bài lên cho em tí. Chấm bài lên cho em tí đi nha. Em test con này thử coi nó ra bao nhiêu tiền. Sao quay vòng vòng ngay khúc tầm đó hoài. Ừ, đi đâu rồi? Có gột tối qua hả? Nè nè, nó nè. Đù, mới cập nhật luôn cả nhà ơi. Mới cập nhật luôn. 45.500.000. 4.500.000. Đôi này coi 4.500.000. 4.500.000, hình như cái màu đỏ này là nó yếu hơn cái màu đen hay là sao ta. Bữa đó là màu đen tới mười mấy triệu, 19.900.000 cái gì đó. 19.900.000 gì đó. Đây cả nhà. Đâu thấy không? Em để số ngược lại nè, đây nè. 4.500.000 nè. À đúng rồi, 4.500.000 đôi này. Mà nó đẹp, còn đẹp cực kỳ luôn. Còn đẹp cực kỳ luôn. Quá đã. Con này chốt lên mã cho em là mã đỏ nha. Mà đỏ nha. Em còn mê đôi giày này nè. Đôi giày này đẹp thiệt chứ. Ồ, nó gan gan dọc luôn lên đây nè. Trời nó đẹp. Coi nè. Nhìn mà mê mạo luôn á. Nhìn mê mạo luôn. Rồi màu đỏ size 36. Size 36. Ui. Rồi giày nam đông giá 100 gự nè. Một con size 42.5. Con này là size của nó là size 42.5. Một con siêu nhẹ dành cho bác tài luôn, size 42.5. Lên mã cho em là 128. Lên mã cho em con này mã của nó là 128. Mã 128, size con này là size 42.5. Rồi tiếp tục cho em. Con này là size 42. Đỏ kìa. Chị ghi không đồng rồi phải không? Một đỏ con size 42. Siêu nhẹ luôn, size 42. Mã 10 cho em con này. Size 42 lên mã cho em là mã 10. Chị Đình Văn cho em xin địa chỉ lại nha chị. Cái con đó là trời ơi, những hàng là phê. Con đỏ. Rồi một con size 42 tiếp tục nữa đây. Size 42 con này bán cho mấy chế là 50k. Nó hơi hở keo một chút xíu tại đây nè, đường hở nè.
về chấm keo này cho em, còn không thì mình xài luôn, để chỗ nào mà nó bị hở keo luôn á, hở keo luôn á thì mình dán cái một luôn, còn thôi thì mình xài được nha. 50k size 42 mà 50k cho em này. Rồi một con hiệu nay, anh chị chấm bài lên cho em cái, nó bị bay vòng vòng quanh. Một con size 37. Rồi một con hiệu nay để hơi, hiệu nay để hơi size 37, lấy dẹm bé qua. Lên mạ cho em con này là mạ 70. Lên mạ cho em con này mạ của nó là mạ 70. Size thì size 37, hiệu nay ngầu, mạ 70. Rồi tông màu cực kỳ hot luôn. Con này là quả xuất sắc size 39.5 của Adidas. Size con này là size 39.5, đồ mới con này cao, hàng hiệu của con Adidas luôn. Rồi chiếu gần gần đi để cho mấy chị ngắm gần cho nó dễ nhìn hơn. Rồi một con size 39.5, 39 và 40 đều mang được. Lên mạ cho em con này là 37. Lên mạ cho em con này mạ của nó là 37 Adidas. Rồi con này là nút vặn nè, đúng sai chị nào lụm liền nha. Dục vài đôi trong đây đi. Rồi con này là size của nó là size 30, con này size 37. 200k vừa là nút vặn vừa là Adidas nha, vừa nút vặn và vừa Adidas luôn, 200k. Size thì size 37. Mang thì con này là tuyệt vời và bao nhẹ luôn. Lên mạ cho em là 200k, không có cầu kỳ cột dây nè. Thấy không? Không có cầu kỳ cột dây, đã. Rồi 200k giá Adidas siêu đẹp luôn. Giá này cực kỳ đẹp nữa. 37 cho Phú Mỹ. Con nào đó? À con đang ôm hả? Rồi 200k. Hôm nay là ai thích màu hồng không? Thích màu hồng em lên hồng hết. Hồng quá nhiều luôn. Một con size 36.5 Nike Air Max. Size 36.5. Lên mạ cho em con này là mạ 49. Sao tự nhiên khúc này là hồng và đỏ nhiều. Dục con đỏ qua. Ồ ai chuyển khoản là 1.2 triệu mấy gì? Dục con mấy con đỏ đó qua đi. Nhưng rồi lên mạ cho em con này mạ 49. Mã 49. Rồi con này là lười nè. Lười nha, lười hiệu này. Lười hiệu này. Size con này là size 36. Lười này dáng đẹp luôn, dáng rất là sang. Con này là không kén tuổi nè. Một con lười size 36. Lên mã cho em con này mã 99. Mã 99. 49 cho Đình Văn. Giày bé. Là gì? Một con size, con này size 28. Đình Văn cho em xin địa chỉ cho chị Đình Văn. Một con size 28. Lấy giấy đó cho chị luôn nè Nhân. Giấy trong gỗ. Một con giày bé trai gái là điều ok luôn. Size 28 lên mạ cho em là 150. Là sao ta, bộ mà mình mua trên like hay là mua ngoài nữa? Like. Bữa không thỉnh đó. Rồi sao kỳ vậy, bữa thấy giày tây, tây em nhớ chốt giày tây nhiều hơn 10 đôi, ý là ổng nói chốt giày tay nhiều hơn. Rồi 150. 99 cho Phú Mỹ. 150 giày bẻ. Trời ơi em ôm giày dữ đi. Rồi con này là một con Prospect hàng hiệu luôn. Prospect mà size 39, à size 29. Một con size 29. 29 đẹp và sang luôn nè. Lên mã cho em con này là 139. Size 29 mã 139. Mã 139. Em định xin chị lại để em mua vào máy chị Đình Văn ơi. Rồi có gì xuống like cho lại giúp em cũng được. Trời ơi là trời, đẹp ơi là đẹp. Rồi con này là size bao nhiêu? Size con này là size 38.5. Size 38.5 con này bán 100k. Lý do là như thế này. Cái phần này nè, keo nè, nó dán keo, dán dính hết trơn rồi. Nói chung là dán dính hết trơn rồi. Chỉ có cái nó lộ cái chân keo nè, nó lộ thôi, nó lộ cái chân keo dán này nè. Cho nên là em xà con này là 100k. Anh chị chốt con này thì lên mạng 100k, không có vấn đề gì hết ha. Về tự cải ga đây đi giúp em. Cải ga cái phần keo này ra lại. Đó tại sợ mất thẩm mỹ chút xíu, sợ mấy chị phản ứng thôi. Bán 100k xe 38.5, lộn con đó liền, con đó đẹp. Rồi một con Adidas. Ừ lấy cái quý cho chị đi, để gần tay chị like cho mấy chị gỗ luôn. Một con size 37.5 mấy chị chấm bài ra cho em, bình luận này nó quá yếu à.
bình luận làm cho em bực bội nữa rồi nè. Bình luận này quay vòng vòng ở đây nè. Để lên đây luôn đi. Trời ơi, trong người tôi ôm hết luôn. Tệ luôn. Ôm hết. Một con size 37.5 Adidas cực kỳ đẹp luôn. 37.5 một con Adidas cao cổ. 100k cho Long Quỳnh. Lên mã cho em con này là 00. Mã 00. Mã 00. Khoan nha, em đang bị nghiện là giày nữ. Trời đất ơi, oh my god, size 39 màu đẹp luôn. Một con size 39 nè. Con này Nike Air Max size 39. Lên mã cho em là 241. Size 39 lên mã cho em là 241. 241 cho em ha. 241 một con size 39. Size 39 vĩ. Vĩ cả nhà ơi, vĩ này là bán cho mấy chị 100k một vĩ. 100k một vĩ. Xem còn cái gì nữa cơ. Hồi tối bán sạch sẽ chân luôn. Rồi, vĩ 100k. Để em coi vĩ nó còn bao nhiêu. À, được nè. Rồi, vĩ này là 100k một vĩ cả nhà yêu. 100k một vĩ. Anh chị chốt lên mã cho em là mạo vĩ, đơn giản lắm. Đây, vĩ này là bằng da thật, mặt khóa thì khóa đồng nha. Cái mặt tem hiệu này nè, tay hiệu của nó này là bằng đồng. Không không cho Phú Mỹ. Bằng đồng nha, màu quý thì bằng da thật, có dập hiệu bên trong đầy đủ cho cả nhà luôn. 100k một quý. 100k một quý, khách chốt thì lên mã cho em là 100k đầy đủ hết. Cái giường nhà ngoại. Xịn, đẹp, sang, bên trong có khóa kéo đầy đủ luôn. Bên trong khóa kéo đầy đủ, xem hàng trước khi thanh toán cho em luôn nè. Giường nhà ngoại cho em xin số hội và địa chỉ nha. Rồi lên mã cho em, con này là mã của nó là mã quý. Trời ơi sao nó ngứa vậy ta? Ngứa chân dữ vậy. Rồi mã vĩ nha. Anh chị nào mà hồi tối chưa có sở hữu được thì mấy anh chị là chốt giúp em nè. Rồi lên mã vĩ cho em. Mã vĩ trò bằng da thật. Mấy chị ở đâu mà bán rẻ vậy em? Trời, một vĩ da thật mà bán có 100k. Bán có 100k mà xài thoải mái luôn. Em nói thiệt luôn, đẹp, màu cũng đẹp. Lên mã vĩ cho em liền tay mới được. Vĩ cho Phú Mỹ. Vĩ này em xị cho khách không à. Em xị cho khách không à. Bây giờ để lại một số để bán chơi luôn. Nói chung bán để thay đổi luôn nè. Má bán giá này phá giá thị trường của người ta luôn. Chúng vĩ chuẩn. Cho lúc kia đi. Rồi lên mã vĩ cho em đi. Mã vĩ cho em 100k một vĩ da thật. Xem hàng đi, giả sử không phải da thật trả về cho em. Không phải là da thật trả về cho em. Rồi thêm một con màu đen. Thêm một con màu đen mà bằng da thật luôn. Có dập hiệu đầy đủ của USA luôn nè, Mỹ nha, Mỹ. Và con này là hàng hiệu của Tommy. Hàng hiệu Tommy, dập hiệu, da thì nguyên miếng luôn. Da đầy đủ ha. Rồi khóa thì khóa đồng. Khóa thì khóa đồng luôn. Cái con này mắc tiền hơn nè, mà em vẫn bán cho anh chị là đồng giá 100k luôn. Khóa đầy đủ nè. Ngăn thì nhiều ngăn nè. Da thì da nguyên miếng cho cả nhà luôn nè. Da nguyên miếng luôn. Đó, đồng giá là 100k. Chốt con này lên mã cho em là mà mấy gì, mã 58 cho em nè. Lấy dầu cái cây quy ơi, sao ngứa ta. Ok, giường nhà ngoại. Ví Tommy. Rồi lên mã cho em là mã 85. Cứ lên mã 85 cho em nha. Lại bằng tiếng 58 hay 85. 58, 85. Rồi 58 nha, lên mã 58. 58 cho Phú Mỹ, 58 cho Lại Văn Tiến. 85, 58 đúng rồi, mấy anh ơi, em nhầm, đọc nhầm rồi. Cái nào cũng hiểu được hết trơn á, mấy anh chị yên tâm đi. Số lượng hình như ít nha. Cái này là Levi. Nè, thông mì hình như còn ít đó em ơi. Thông mì, ừ. Còn 3 cái gì đó. Này thom nè, thom nè. Rồi đang cầm là hàng hết, hết. Mấy chị còn một cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Thông mì này còn cái cuối cùng. Rồi cái con này là Levi. Cũng là màu đen luôn, Levi. Màu đen của Levi. Mấy cái hàng này nè, em nhập em xị cho khách của em không. Em xị ở dân Sài Gòn không à, em đâu có like đâu. Mà em thấy thôi, bán chơi chơi luôn đi, cho nó thay đổi lại không khí. Rồi khóa đồng này đầy đủ luôn. Có dập hiệu bên trong thì ok hết nha. Nói chung là đều ok hết, mà bằng da thật hết luôn. Rồi, bằng da thật hết trơn luôn nè. Bằng da thật, khóa kéo đầy đủ. Và ở ngoài này là dập hiệu của Levi. Rồi, dập hiệu Levi. Lên mã cho em, con này mã của nó là 527.
lên mã cho em là mã 527. Ồ luôn má ơi nó cay. U cái gì vậy? Dầu nóng mà. Dầu lăn thôi mẹ. Alo. Nè, chả. Dưỡng như thuốc thường. Nóng gì đó mới không không có nữa. 527. Cái chị làm gì thế? Nè, 527 cho Phú Mỹ. Rồi tôi chốt mã 527 cho em đi qua này, còn số lượng ít nè. Chốt của đây đi. Để em làm mẫu. Ừ. Ô đẹp quá, đi qua nè mấy anh chị không chốt là tiếc. Bằng da nguyên miếng mà 100k và cho em bán 170 là cũng ngon là em nói thiệt. Bán 170 thì cũng được, nhưng mà không. Em bán là để cho mấy chị vui thôi, cho nó thay đổi không khí. Rồi, nghỉ đi. Đâu, để đó, nghỉ đi, chút chị like nữa. Cho giữa tay luôn mà. Rồi, con này là size 38. Một con hiệu Nike Air Max nữa nè. Một con hiệu Nike Air Max, size con này là size 38. Size con này là size 38. Không phải, nè. Nè. 527. 527 cho Miên Ngọc, Miên Ngọc Mộc. Rồi con này lên mã cho em, con này là mã 09. Cho Miên Nguyễn Mộc. Mã 09. Size 38 mã 09. Rồi con này là size 43. Một con size 43 và 44 đều mang được luôn, giày nam. Size 43 và 44. Trời cái mạng này sao em thấy yếu dữ trời. Cái mạng này làm cho em hết động lực like luôn trời. Mạng này nó quay vòng vòng luôn kìa. Rồi size 43 và 44 đều mang được. Con này lên mã cho em là 117. Lên mã cho em con này mã của nó là 117. Đồ mới cao. Mã 117 cho em. 117 cho em. Chào lặng lẽ Samaritan. Đu. Đọc tí đúng không nè. 117 cho Lệ Nguyên Tiên. Cái dư con nào thì tôi kể nó đi. Rồi một con size 38 nút quặng nữ. Một con size 38, một con nút quặng nữ nè. 200k cứ lên mã cho em, con này là mã. Mã 46. Lên mã cho em, con này mã của nó là mã 46. Mã 46 cho em liền. Mã 46 cho em liền. Rồi size con này là size 38. Lên mã cho em là mã 46. Giày nam. Rồi con này là size 42. Một con size 42 tông màu đẹp luôn nè. Lên mã cho em con này mã 14. Một con size 42. Lên mã cho em con này mã của nó là 14. Mã 14. Ai cần giày bóng thì hú em nha. Một đôi giày bé nè. Một đôi giày bé size 25. Size con này là size 25. Một con giày bé nè. Con này siêu nhẹ luôn, size 25. Lên mã cho em là mã 92. Size 25 lên mã cho em là mã 92. Mã 92. Rồi một con hiệu Nike 14 cho Biên Đỗ. Rồi một con hiệu Nike. Con này hiệu Nike, size con này là size 30. Size con này là size 36. Trời ơi, nó đẹp nè. Một con size 36. Em bán con này 100k. 100k. Nó cọ qua cái đôi chiếc này nè. Hai chiếc để vô chung một bọc á. Để chung một bọc nó cọ qua lại nè. Rồi chút xíu nào về sơn lại giúp em. Sơn móng tay mình cũng được nữa nè. Nó bị chút xíu thôi. Rồi 100k. Con này quá VIP luôn. Đẹp sang. Ui tê dọ luôn nè. 100k. Một con sport Adidas sport nè. Adidas sport nè. Con này là size của nó là size 37. Con này là size của nó là size 37. Một con Adidas sport nè. Con này lên mã cho em là 12. Lên mã cho em. Con này mã của nó là 12. Adidas sport mã 12. Chị Thị Nguyên đồng ý cộng không? Đồng ý cộng em chốt chị nha. Một con size 40. Một con size 40 siêu nhẹ, giày nam nữ đều mang được luôn. Size 40 lên mã cho em là 181. Size 40 lên mã cho em là 181. Mã 181, một con size 40. Rồi ok, chị Thị Quyên xuống like nhớ chú ý nghe máy để mà cọc cho bên em đi hàng nha chị. Rồi một con Fila.
Con này là hàng hiệu của Villa, size con này là size 37. Một con Villa size con này là size 37. Lên mã cho em là 137. Size 37 lên mã cho em là 137. Mã 137. Một con nút vàng của Niva size 41. Nút vàng nha, một con nút vàng. Size con này là size 41. Size 41 200k. Lên mã cho em là mã 33. Nút vàng rất là thoải mái, cực kỳ xài luôn. Rồi, lên mã cho em là 33. Thêm một con nút vàng nữa. Size 41.5. Trời ơi, tại em nhập không qua trung gian của ai, cho nên là em vừa sỉ mà em vừa bán trên live luôn. Rẻ là chuyện đương nhiên rồi. Em cứ ngắt miếng rồi. Bá là vậy rồi. Rồi, con này là size 41.5, một con nút vàng. 200k lên mà cho em là 49. Ôi chấm bài lên cho cái coi. Chấm này em đang nhảy à. Mấy chị chấm bài lên giúp em cái coi, sao nó quay hoài trời, mệt. Kiểu này hoài mệt lắm. Bị tụt canxi với bình lẫn này luôn trời. Mã 49. Một con hàng hiệu của Reebok nè. Một con giày nam hàng hiệu Reebok size thì size 42. Em phải bình ngồi like có cái máy mắt sao bụng luôn. Size 42 mà 23. Nó cà giật cái tưng cái tưng. Size 42 lên mà cho em là mà 23. Ở đó trên mạng quảng cáo mấy cái máy mắt sao bụng nó nhìn mắt tự luôn. Vậy đang ngồi nó cà giật tưng 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 bụng. Con này là size 36. Ừ, mắt xa lưng luôn. Size 36 là một con hiệu Nike. Lên mà cho em con này màu của nó là mã 45. Lên mã cho em con này mã của nó là 45. Size thì size 36 hiệu Nike. Lên mã cho em là mã 45. Mã 45. Rồi con này là Fila. Fila này đẹp nè, trắng, đế bằng. Size con này là size 36. Size 36 một con hàng hiệu của Fila. Một con size 36 Fila. Lên mã cho em là 27. Rồi lên mã cho em là 27. Mấy chị ai đang xem like chấm bài lên một vòng cho em nha mấy chị. Rồi xong rồi mấy chị xem không luôn rồi. Hàng đẹp không nghe mấy chị ơi. Hàng đẹp giá rẻ nha mấy chị, hàng hiệu luôn á. Để một chút giữa like khách sĩ vô mấy chị chốt có lại nha. Đôi nào cũng nhẹ hết trơn á pin đổ ơi. Rồi con này là size của nó là size 30, một con sandal bé. Bé trai nè, size con này là size 30. Size 30, một con sandal bé. Size 30, lên mã cho em con này là 3 con số 6. Khách chốt con này lên mã cho em là 3 con số 6. Chia sẻ lên giúp em cả nhà, không có chia sẻ ít khách quá rồi sao đúng sai. Ít khách quá là không ai ủng hộ em được luôn á. Nhắn giúp em chia sẻ lên đi, đẩy em vào nhóm cái đi. Rồi size con này là size 36, một con chụp cái chơi nè. Ba con số 6 cho lặng lẽ. Một con size 36. Lặng lẽ cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Coi nha, con này size 37. Một con size 37 hàng hiệu của chợ Catcher. Con này lên mã cho em là mã của nó là 538. Chợ Catcher lên mã cho em con này mã của nó là 538. 538 một con chợ Catcher màu trắng đen nữa nè. Rồi con này là size 37 luôn. Trời ơi ai đúng size này, chốt cặp này là ngon luôn. Cho một con size 37. Size 37 hàng hiệu của chợ Catcher luôn. Mã 3. Một con size 37 lên mã cho em là mã 3. Số điện thoại mình cho không đúng với lặng lẽ ơi cho lại giúp em nha. Lên mã 3 cho em. Mã 3. Cái số 1 mình bấm là nó thành chữ L cho nên bấm số điện thoại nó mới ra nha. À, lặng lẽ. Rồi, một con bao tử da thật. Một con bao tử da thật, bao tử này bao tử chéo nam. Bao tử chéo nam cực kỳ nhiều ngăn và khóa thì khóa đồng. 170k lên mã cho em là mã của nó là mã 8. Khóa đồng xài cực kỳ bền luôn. Lên mã cho em con này mã 8. Rồi da thì da nguyên miếng luôn, bao tử da. Bao tử da. Rồi lên mã cho em con này mã 8. Mã 8 cho em con này. Rồi bao tử này là rẻ nhất luôn. Da thì bao phê và bao mềm cho mấy chị nữa nè. Rồi lên mã 8 cho em một con bao tử chéo nam. Lên mã 8 cho em. Mã 8. Mã 8 cho em nha.
Rồi con này là giày nam. Size 41. Size con này là size 41, một con giày nam. Size con này là size 41. Lên mã cho em, con này mã của nó là 118. Size con này là size 41, lên mã cho em, con này mã của nó là 118. Mã 118 cho em. Rồi con này là size bao nhiêu? Size con này là size 30, có dạng mang thoải mái cho bé gái luôn. Size con này là size 30. Một con size 30. Lên mã cho em con này 15. Size 30 lên mã cho em là 15. Rồi lên mã cho em con này mã của nó là 15. 15. Ok lặng lẽ. Xong rồi xóa này đi nếu mà muốn. Nhưng mà bên em cho mấy chị xem hàng trước khi thanh toán nha. Ôi mấy chị chốt hàng kiểu này em làm biết like quá. Thiệt cá trời lên nãy giờ cả chục con đẹp không. Mấy con đó gặp khách sĩ là xong luôn. Mấy con chặt cây trơ hồi nãy đó, trời gặp mấy khách sĩ là ngon lành. Mà mấy chị kén quá. Kén quá. Ăn gì khoai đắp đường cái cợt. Ê nồi rô nằm nóng đâu rồi? Nồi rô mở đèn. Cái kiểu này đem mày đi học cái nữa nè. Tụi em dùng hố từ từ. Ta đang dọn dẹp phòng chút. Bố chồng mày mở đèn ngủ đi rồi đó. Đừng mở đèn đó nữa đó. Mày đem đèn ngủ ngoài này nè. Mấy anh chị chấm bài cho nó nhảy bình luận dùm em cái đi. Đực size 42 đi shop. Lên cô đực liền. Đập đâu lôi đầu lên. Đẹp không đúng sai sao chốt. Chị mang xe máy bên đổ. Đổ đúng sai chị nha, chốt nha. Đập mò đâu đó rồi. Bên đây nó có đập cái bộ. Một con sai 40. Con này size 40. Gì nữa rồi? Size 38 tính 200 ngàn á. Nhận rồi, quà nhỏ ra đấy. Nhà nó lận tiền cho bố ấy, em ha. Có nhiều làm hoài luôn. Một con size 40. Lên mã cho em, con này mã của nó là 71. Ăn chuối ngào đường. Trời ơi, cho bác xài đi. Đang ăn chuối ngào đường. Mở lên lấy đôi giày của kia chín gì ba là đưa tiền gì ba xài đó. Mà có gặp bà ở nhà đâu, có con huyệt nằm đóng ngoài trước á. Lên nước uống coi. Sony dắt Sony đi mua trà sữa. Lên gì ba dắt Sony đi đâu à. Rồi con này là vừa hiểu đi bút luôn nè. Vừa hiểu đi bút luôn, size con này là size 42 nè. Làm gì nó đi, nó nhìn tao làm gì đi, nó nhìn tao giật. Một con size 42. Size 38, đực nam. Rồi con này là size 42, lên mã cho em con này 119. Bằng da thật luôn, hàng hiệu Reebok. Nam hàng nhỏ quá. Lên mã cho em con này mã 38 nam. Con này là size 42.5. Con này bằng da thật luôn. 119. Nó lặng lẽ. 37.5 nè. Con nó đập được á. Con này là size của nó là size 42.5. Một con lừa da thật. Lên mã cho em là mã 30. Trời, nhân viên của em hỗ trợ nhiệt tình luôn. Lên mã cho em là 30. Rồi con này là Adidas nam nữ mang được, size 37.5 của Ấn Độ luôn. Adidas của Ấn Độ này bằng da thật luôn, size 37.5. Lên mã cho em con này 12. 12, trời ơi, gơi vào size 42 nhiều không? Trời ơi, không chịu nói thiếu gì size 42. Đây, size 42, dáng đẹp, ngầu nữa nè. Đó, bằng da thật phối luôn. 20 phút tầm. Một con size 42 mà 28 phải nói cho em biết. Tại đậu like biết sao không, chưa có khách đông. Em có thể hỗ trợ cho mình được cái size. Còn đông khách rồi là em không có thể nào mà hỗ trợ được.
Rồi lên mã cho em là 28, một tay 42 đẹp nữa. Rồi con này là một con quan cổ. Size 42 luôn. Nó đợt 42 đó chốt đi. Vậy. Size 42 luôn. Lên mã 18 luôn. Có 39 luôn. 38 năm 39 rồi mới chạy. Mày phải xài con luôn mới được. Em đi nước ngoài người ta nói là người Việt nó nói chuyện gì cũng phải câu luôn. Luôn mới chịu. Rồi 18 luôn. Mốt mốt vậy lời có luôn. Màu bê rê sao chốt, chốt thế đi. 28 đâu rồi? 28 với Thanh Hải. Rồi con này, con này nút bạn. Size 40. Size này là size 40, một con nút vặn màu xanh đẹp luôn. 200k màu xanh đẹp luôn. Lên mã cho em là 38. Size con này là size 40. Lên mã cho em là 38. Một con nút vặn 200k, nút vặn là 200k đương nhiên. Thì đơn giản vậy thôi. Rồi một con giày lười. Giày lười size bao nhiêu chưa biết. Size con này là size 42 nữa nè. Đồ, con này là boni lười. Mang con này êm. Không có hầm chân, size 42. Lên mã cho em là 27. Đồ, có con này là ngon à. Rồi lên mã cho em là 27. Mã 27. Rồi một con hiệu Nike để bằng. Đôi này là nam nữ mang được, rất là sang. Size 38.5. Size 38.5, một con hàng hiệu Nike để bằng. Lên mã cho em là 353. 27 với Phúc Tầm. 353. Một con giày thòn. Size 36. Một con giày thòn luôn á. Một con size 36. 353 luôn cho Phú Mỹ. Một con giày thòn luôn. Lên mã cho em là 17. Bây giờ không. Lên mã cho em là 17. 17 con này nai. Một con nai dài size 36. Lên mã cho em 17 luôn. Được con chăn có bị. Chốc luôn. Chanel kìa, Chanel kìa. Không chịu. Chanel ngắn luôn. Size 35.5. Một con fila ngắn. 353 hết luôn. Cười hoài luôn. Cười hoài mở miệng luôn. Ôi trời ơi, thôi được rồi. Thách chú với ta luôn. Gầy nóc chặn 42 luôn. Gì hoài mới chê. 42 có luôn. 42 có luôn nè. Nhưng mai nói kìa. Nãy giờ bán ế chị ơi. Cho nên là khùng luôn. Lon dinh hả? Không bắt máy. Rồi con này là size 35.5 của con Pila. Mới luôn không tin không bắt máy gì nhưng thôi. Con này lên mã cho em là 22. Mình không có bắt máy nha chị Lon dinh, chốt đơn sao chị không nghe máy móc gì chân như chị. Không nghe máy móc. Chốt đơn không chịu chú ý điện thoại vậy trơn. Ở đây nó xả ra đưa cho khách khác rồi mấy chị ơi. Hàng đâu có đâu mà để chờ mấy chị điện thoại hoài. Mình ví dụ mình có bận gì đó mình nói là đi đơn không gọi đây. Rồi hoài luôn. Rồi size 41.5. 22 chú muốn Mỹ luôn. Mày để cho tao bắn hả? Size 41.5. Một con nút vàng size 41.5. 200k mã 49. Chốt luôn mấy chị ơi. Lên mã cho em là mã 49. Một con hiệu Nike. Size con này là size 38. Màu đẹp luôn. Size con này là size 38. Con này lên mã cho em là mã 9 luôn. Rồi lên mã cho em là mã 9. Mã 9. Gì? Sao mình xài cái hai thứ điện thoại nè chị Loan Vinh. Bây giờ số nào là chị xài chính xác để mà em lưu vào máy nè. Bên em luôn của chị là 4711 nè. Bây giờ chị cho lại là 3296 vậy. Số nào chị? Tôi sắp phải đi nấu cơm luôn.
Nấu xong rồi lên coi lại luôn. Có luôn chị Dung Mai à. Đợi chút xíu luôn. Đợi em đi kiếm luôn. Gần đi lính không em. Đợi em kiếm luôn kia. Nè điện thoại của mày luôn nè. Nghĩ lại. Ghi lại. Cái gì phải luôn luôn con gì. Rồi một con size 42. Con này là siêu nhẹ. Con này là size 42. Một con siêu nhẹ. Con này lên mà cho em là 02. Rồi ok chị Loan Vinh để em lưu lại nha chị. Rồi để hơi size 42 lên mà cho em là mã 02. Mã 02. Rồi một con lai cao cổ. Trời đất ơi Dior nữa nè. Đấy 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 con này em nè. Một con Dior size con này là size 36. Con này lên mã cho em là mã 48. Coi nào được chút luôn. Lên mã cho em là mã 48. Lên 42 chị không chốt luôn. Bao tử nào? Bao tử nào? Bao tử này phải không? Phú Mỹ. Bao tử chéo hay là bao tử bụng? 48 cho Phú Mỹ. Rồi. Bao tử bụng hay là bao tử chéo? Đơn giản vậy thôi. Bao tử chéo là form dáng kiểu này ha. Không có dùng bọc bên trong luôn nè. Tối qua chị chốt cái ví nào thì chị Long Vinh để em lấy lại cho chị nha. Ờ, cái ví 100k màu đỏ em lấy cho chị nha. Màu đỏ mặn nha. Rồi ví nào nghe, ví bụng và ví ba chéo. Rồi dưới đi, Phú Mỹ không biết chốt con nào. Bãi đổi số hội mới gì đó. Chéo cho Phú Mỹ. Rồi chéo, nè Phú Mỹ da thật luôn. Rồi con này là size 37.5. Ừ, đăng lên rồi, hồi nãy tôi đăng lên nút vặn rồi. Con này là size 36. À size 37. Lên mã cho em là 28. Một con hiệu Nike size 37 lên mã cho em là 28. Trời ơi, nút vặn gần tay tôi thiếu gì? Không có thiếu. Đây nút vặn. Size con này là size 41. Size 41 200k đầy đủ phong dáng luôn. Size 41 lên mã cho em là 71. Size 41 lên mã cho em là 71. Rồi một con nút vặn size 41 mã 71 nè. Rồi nút vặn tiếp tục luôn. Sợ gì mà không lên trời. Sợ gì mà không lên. Một con size 43. 42.5 nè. 42.5 và 43 đều mang được luôn. Vẫn là nút vặn. Giá thì nút vặn lúc nào cũng giá 200k hết. Rồi lên mã cho em là 64. Lên mã cho em là mã 64. Size 42.5 mã 64. Thêm một con Chanel. Nail trà, trà nail. Size con này là size 35. Một con size 35. Lên mã cho em con này là 00. Size 35 mã 00. Size 35 mã 00. Mã 00. Rồi giày nam. Một đôi giày nam size con này là size 40. Size con này là size 42. Màu đẹp nha. Một con size 42. Lên mã cho em con này mã 19. Size 42 lên mã cho em là mã 19. 19 một con size 42. Rồi. Con này là size 40, không đẹp không lấy tiền. Một con size 40. Size này là size 40. Lên mã cho em con này là mã 69. Size 40 lên mã cho em là mã 69. Mã 69. Rồi bé nè. Bé nè, size con này là size 29. Lên mã cho em con này là 595. Size 29 lên mã cho em là 595. 595. Một con Adidas. Con này là size 36.5. Một con Adidas. Size con này là size 36.5. Lên mã cho em con này mã 58. Gửi con nào chốt lên mã giùm em nha Long Hồng. Mã con đó 58 nhờ 58. Trời ơi chuẩn luôn. Màu đẹp. Size con này là size 38. Xịn sò nè. Một con size 38. Lên mã cho em là mã 63.
Rồi con này lên mã cho em là mã 63. Mã 63 anh Huynh Huynh gì ta? 63 Phúc Tầm. Huynh gì? Huynh gì? Huynh Huy Bồ gì nè nãy nữa. À, Huynh Long Hồ. Huynh Long Hồ là anh Sảo á. Lên nút quận 42 đó xong chốt đi. Rồi size con này là size 38.5. Anh xạo quá luôn. Anh xạo quá luôn. Quá cái xạo luôn. Em lên nút quặn luôn đó. Rồi con này là size 38.5. Một con hiệu này. Lên mã cho em con này mã của nó là mã 5. Làm việc liền. Mã 5. Rồi một con cầu lông cầu lui nè. Một con Misono. Misono để đẹp luôn nè. Size 36. Một con Misono, size con này là size 36 em dùng to. Một con size 36. 500 in đổ. Lên mã cho em con này là mã của nó là mã 72. Lên hai ba con rồi đó anh. Lên mã cho em là 72. Biến đổ ơi, cho em xin đi đơn không gọi lên một vòng ok giúp em nha. Size 38 nút vàng, bán con này 100 gù luôn. Lên mã cho em là 150. Lên mã cho em con này mã của nó 150. 72 cho Phú Mỹ. Mã 150 không có lỗi lầm, bán 100 gù vui không. Alo. Rồi size 41. Một con K2 ngầu. Size con này là size 41 nút vàng 200k. Lên mã cho em con này mã của nó là 163. Mã 163. 163 size 41. Mã 163 cho em nè. Thêm một con nút vàng. Size con này là size 43. Size 43. Lên mã cho em con này mã 60. Size 43 lên mã cho em là mã 60. Rồi một con size 42. Màu đẹp luôn. Size 42 lên mã cho em con này là 151. Size 42 lên mã cho em là 151. 151 cho em nè. Ôi màu này đẹp gì ta. Con này nút vàng màu đẹp nè. Size 42.5. Size con này là size 42.5. Lên mã cho em con này là 00. 42.5 mã 00 con này được không ta Tâm Nguyễn? Đồ thì chốt lên mã cho em luôn đi. Nhiều khi là mấy chị cho nhìn trên like đi cho nó dễ. Rồi con này đèn size 31. Một con size 31 giày bé trai siêu nhân luôn nè. Size 31 lên mã cho em là 230. 151 cho Huỳnh Long Hồ. Cho anh xin số hội và địa chỉ luôn nha anh Long Hồ. Lên mã cho em là 230. 230. 43 size đó 43 đó chị Tâm Nguyễn. Rồi size con này là size 20 mấy. Một con. Ồ sao nhìn không thấy size luôn ta. Một con size 24. Con này size 24. Ok chị Tâm Nguyễn. Lên mã cho em là 36. Size 24 mã 36. Ok Long Hồ cho em xin địa chỉ luôn nha anh Long Hồ. Chị Tâm Nguyễn lên cho em xin số hội địa chỉ nha. Con này là size 41. Một con size 41 con này nút vàng. Lên mã cho em là 121. Size 41 lên mã cho em là mã 121. 121 cho em. Đúng rồi nha Tâm Nguyễn. Rồi một con hiệu nai bằng da size 38. Hiệu nai bằng da thật. Size con này là size 38. Lên mã cho em con này là 07. Size 38 lên mã cho em con này mã của nó là 07. Mã 07. Hai bọc đi. Rồi con này là Puma cực kỳ VIP luôn. Puma này đẹp. Để bằng sang size 38. Một con Puma. Size con này là size 38, độ mới con này cao luôn. Size 38. Ok Long Hồ, ok Tâm Nguyễn. Mã 37. Puma size 38 mã 37. Thêm một con Adidas cao cổ. Xin địa chỉ luôn nha chị Tâm Nguyễn. Một con Adidas cao cổ size 36. Coi mã 5 cho anh ta cái này. Lên mã cho em là mã 33. Ủa à, biên đổ á nha. Mã 5 á. Coi 5 thử.
đo đến nam rồi, đo đến nam mới biên đổ ơi, đúng không? Rồi là đâu? 39 hả? Nhưng mà có đo đến nam thử nam được. Đưa đây. 39 đôi này nam nữ mang được bình thường. Nam nữ mang được bình thường. Siêu nhẹ nữa. Rồi con này mã 33, size thì size 36. Rồi một con nút quặng. Con này nút quặng, size con này là size 42. Siêu nhẹ mát chân nữa nè. Một con size 42 mã 09. Size 42 mã 09. Mà không chỉnh cho em. Thiên tỷ đồng ý cộng không? Đồng ý cộng em chốt cho mình hai mã 07 và 37 nha Thiên tỷ. Rồi con này là size 38, không đẹp không lấy tiền. Một con size 38 vừa đẹp và vừa sang. Lên mã cho em là mã 97. Lên mã cho em con này mã 97. Rồi giày nam. Size con này là size 40. Nói chung là ngoài nút vặn là đồng giá 100 gửi hết nha. Mấy món thể thao, mấy món thể thao là ngoài nút vặn là đồng giá 100 gửi hết. Ai xin cọc thì em thì mấy chị hãy cho, còn ai không xin là chốt bình thường nha mấy chị nha. Một con size 40 cho Phúc Tầm. Mã 85. Mã 85. Rồi ok Thiên tỷ, hai mã của mình xuống like chú ý điện thoại chốt qua đơn xin cọc để đi hàng nha anh. Rồi con này là size bao nhiêu? Con này là size của nó. Size con này là size 23. Cho bé nè, size con này là size 23. Lên mã cho em con này mã 62. Size 23 đồ mới cao, lên mã cho em là mã 62. Rồi giày nam. Bao nhẹ luôn, con này nhẹ. Giày nam size con này là size 43. Size 43 lên mã cho em là 521. Size 43 lên mã cho em là 521. Đúng rồi nha, hai đôi 07 và mã 37 nha Thiên tỷ. Lấy cái ca nữa. Nước xuống cho chị đi nha. 531 cho Tâm Nguyễn, 52 cho chị Thu Thu. 52 có không? Rồi một con size 39.5. Đôi này nam mang cũng được luôn nè. Đôi này nam nữ mang được, size 39.5. Lên mã cho em là 304. Lên mã cho em là 304. Ồ đẹp quá. Rồi con này bíp nữa nè, size con này là size 39. Không như chị Tâm Nguyễn ơi, ai em xin cọc thì người đó hãy cho nha chị. Còn chị khách mới mà chị chốt số lượng nhiều á thì chị chuyển khoản cọc cho em để chốt tiếp. Còn mà chị chốt tầm 2-3 đôi thì bình thường nha, cứ đi đâu bình thường như Tâm Nguyễn. Size con này là size 39, siêu nhẹ luôn. Một con size 39 lên mã cho em là mã 49. Size con này là size 39 lên mã cho em là mã 49. Con này là VIP nữa nè. Con này đẹp nè Phú Mỹ. Rồi một con size bao nhiêu? Size con này là size 37.5. Size 37.5 trời nó đẹp quá. 49 cho Phương Dung Nguyễn. Mã 37 con này đẹp giá mang luôn. Đẹp thiệt luôn á. Size con này là size 37.5. Lên mã cho em là 37. Hiệu Nai mã 37. Rồi mấy con này lên nè, sát cổ lên vô. Một con size 37.5. 37 với Thu Thu. Nai con này hiệu Nai mà màu đẹp nè. Size con này là size 37.5. Lên mã cho em là 167. Trời ơi màu này đẹp thiệt. Lên mã cho em là 167. Giày bóng đá có luôn, yêu cầu em mới lên. Tại em là biết lên giày bóng lắm. Nào giờ rồi khủng quá. Rồi con này là size 43 chính xác. Yêu cầu là có liền luôn ha. Rồi em bán con này với giá là 300k thôi. 167 với Phương Dung Nguyễn. Giày và giày bóng đá sân nhân tạo 300k một con, lên mã cho em là 300k giày bóng. Size 43 300k. Nói chung nghe là có cơ hội em lấy hàng để gần tay của em để cho mấy anh chị săn đó. Chứ không thôi là mỗi lần em đâu có like về bóng. Không có like về bóng đâu. Rồi một con size bao nhiêu nữa? Con này là có mà có đầy đủ luôn cả nhà. Không biết đó chị Mai Xuân Hồng ơi, nếu mà có đơn thì bên em gọi chốt được có hết nha chị. Còn không có là do mình chốt không được thôi. Giày bóng đá size con này là size 44 300k. Size con này là size 44.
Size 44, giá con này là 300k, lên mã cho em là 547. 547 cho em con này, giày bóng đá sơn nhân tạo. Không cảm chốt lại giúp em nha chị Mai Xuân Hồng. Rồi con này để đẹp luôn. Đế này cực kỳ đẹp luôn nè. Giày nữ. Giày nữ size 36.5, không đẹp là không lấy tiền. Size 36.5, đôi giày nữ VIP luôn. Lên mã cho em là 156. Mã 156. Một con hiệu Nike Air Max, size con này là size 35. Size con này là size 35, một con Nike Air Max size 35. Nike Air Max size 35. Lên mã cho em con này mã 36. Lên mã cho em con này mã 36. Để nút vàng hết cho em. 156 cho Minh Hiếu. Rồi con này một con Spinu, em bán con này rẻ luôn, 100k không lỗi. 547 cho anh Nhật. Size 40.5, 100k không có lỗi lầm. Anh Nhật, cho anh xin số điện thoại và địa chỉ liền nha anh. Giày bóng đó là 300k. Rồi con này lên mã cho em là 100k không lỗi. 100k không lỗi. Rồi bán vui vậy thôi. Thêm một con nút vàng. Con này là size 40.5. Nút vàng lúc nào cũng giá 200k, mấy chị đã biết giá ha. Ok nha Minh Hiếu. Size 40.5, mã 32. Size 40.5 lên mã cho em là mã 32. Oh my god, đẹp xuất sắc. Đôi này bao nhẹ. Ok anh Nhật, lên cho em một dòng địa chỉ luôn nha anh. Size 36.5 hàng hiệu luôn. Size 36.5 hàng hiệu, siêu nhẹ, dáng đẹp. Lên mã cho em là 170. Mã 170. Không dễ kiếm cầu lông đâu. Một con giày bổng luôn nè. Size con này là size 38 của Indonesia. Size 38 con này Indonesia. Con này bán cho cả nhà với giá là 200k. Lên mã cho em con mã của nó là 169. 200k size 38, lên mã cho em là 169. 170 cho Phúc Tầm. 200k lên mã cho em là 169. Rồi con này là size 39. Một con size 39. Size 39 giày bóng đá. Bán con này cho mấy chị luôn là giá của nó là 200k luôn. Mã 82. Lên mã cho em là mã 82. 82. Rồi, nay bé nè, nay này cưng nè. Trời ơi, đi chơi. Gia đình hiểu nay. Rồi, con này là size 25, một con bé nay nè. Một con size 25. Quên nó phải chia nó mua bọc nó mua dạy em bé luôn là được đó. Không nhớ. Một con size 25 lên mã cho em con này mã 00. Bé bọc này lớn quá. Tiếp. Rồi, con này da thật, hàng hiệu luôn. Puma. Một con Puma, size con này là size 41. Đẹp ngang giày nam luôn nè. Size con này là size 41, một con Puma. Lên mã cho em con này là 550. Puma lên mã cho em là 550. 00 cho Lệ Hồng. Có hết trơn à, nói chung mà ưng ý thì mình mua. Rồi một con chạy bộ nè, con này lười nha. Lệ Hồng cho em xin số điện thoại và địa chỉ liền nha. Con này lười nha, lười thể thao nè. Size con này là size 42, ai đúng size này nên chốt con này luôn. Một con size 42, một con lười. Lười thể thao. Trời ơi, con này dạng như là con này buổi chiều thể dục này nọ đi bộ lội con này đã. Mã 50, một con size 42. Một con lười thể thao size 42, mã 50. Mã 50. Rồi con này là size 40. Một con size 40, dáng này nam nữ mang được. Lên mã cho em là 94. Đi gọi hết là chị Panda. Mã 94. Rồi đôi này VIP luôn má. Không ơi. Nha Phan Phương. Trời ơi nhìn nè. Chị có chốt gì thêm mới đi, giờ em bữa nay em đi đơn chị luôn Phan Phương ơi. Size con này là size 38 VIP luôn. Đôi này VIP nè. Một con size 38 lên mã cho em là 136. Size 38 lên mã cho em là 136. Rồi Puma. Puma này đỉnh luôn. Puma này đỉnh luôn nè. Một con Puma VIP. Size con này là size 37. Size con này là size 37, lên mã cho em là 106 bằng da thật. Size 37 lên mã cho em là 106 bằng da thật. Còn mấy con Puma này nhìn nó mê.
Mấy chị đợi em bán giá 200k mới mua vậy? Không có tiền. Mẹ đâu có tiền. Không, mẹ xin mẹ Út nha. Không. Đi ngay. Không có. Không có, em mua đi xin mẹ Út. Ok, lại Hồng. 146 với Thiên Tỷ. Một con size bụng 10. Đi mẹ hết. Size bụng 10 lên mạ cho em là mạ 67. Đang mạ nó cứ truyền. Bác chị luôn. 146 mình chốt đúng với con Puma trắng không Thiên Tỷ? Đúng, ok là rồi, size 40 lên mà cho em là mà 67. Rồi, đây, tôi giết người ta làm công chuyện quá. Rồi, một con size 37. Một con hiệu này để hơi. Size con này là size 37. Hiệu này để hơi, size 37. Lên mà cho em con này mà 8. Size 37, khách chốt con này lên mà 8. Mã 8. Con này nút vàng. Nút vàng size con này là size 43. Một con nút vàng size 43 200k lên mã cho em là 86. Ok Thiên Tỷ. Lên mã cho em là mã 86 một con nút vàng. Rồi lười bé nè. Lười thì lười em bé nè. Một con lười bé. Size con này là size của nó là size 29. Size 29 một con lười bé nè. Size 29 lên mã cho em con này, mã của nó là mã 74. Lên mã cho em là 74. Rồi đôi bé nữa nè. Dáng này dáng ngầu luôn. Đôi bé dáng ngầu size 30.5. Size con này là size 30.5. Một con bé ngầu nè. Con này lên mã cho em con này mã 85. 30.5 lên mã cho em là mã 85. Mã 85 mấy cái đô này là bé trai gái là mang đẹp hết. Rồi con này ngầu. Size 42. Bằng da thật luôn, rất là ngầu. Full đen toàn tập dành cho anh chị nào thích màu đen. Thích màu đen. Một con size 42. Con này lên mã 00. 85 cho pin đổ. Size 42 mã 00. Lên mã cho em con này mã 00. Có địa chỉ của mình rồi nha Thiên Tỷ ơi. Một con Adidas. Adidas này là của Indonesia nè. Size 37.5. 37.5 của Indonesia. Con này lên mã cho em là 19. Cổ cao. Lên mã cho em là mã 19. Con này nút vặn. Size 43. Một con nút vặn size 43. Mấy chị ủng hộ em bằng cách chúc đồ không được thì giúp em bằng cách chấm bài nha. Cho em có động lực em like cho nó xong công việc. Chứ thôi bình luận nó quay vòng vòng chán quá. Bình luận nó quay vòng vòng là làm em chán luôn á. 19 cho Thu Thu. Một con size 43. Lên mà cho em là 108. Đi đơn không cần gọi cho chị Thu Thu lên giúp em một vòng ok nha chị. Có gì đơn sao mình đặt đi bên em hỗ trợ tiếp mình nha, khu thượng đẳng ơi. Rồi con này là size 36.5 hiệu Nike. Size 36.5 một con hiệu Nike. Lên mã cho em con này mã của nó là 69. Ok chị Thu Thu. Mã 69. Rồi màu đen. Con Puma này viết nè. Puma này là chuẩn, đẹp. Con này là ngoài shop em ấy chỉ săn từ 300-400 ngàn một con. Size 37 VIP luôn nè. Nhìn cái con Puma này nè. Một con size 37. Đẹp chuẩn luôn. Size 37 mã 26. Size 37 lên mã cho em con này mã 26 con Puma. Giày thể thao hôm nay là bán giá là 150 nha Đỗ Tâm, nhưng mà hôm trước là bán 200 ngàn nha chị, tại hôm nay là thể thao thường nha. Còn thể thao hiệu là 200k. Nói chung là chạy khác nhau, em nói vậy thôi. Một con size 35. Con này là Villa. Một con Villa size con này là size 35 mã 23. Giày nói chung là giày, một số giày thường như một số là giày VIP vậy thôi.
chừng nào em lên một cái bình luận, một cái phần mô tả ghi là lên giày VIP thì lúc đó giá là chuẩn bị giá 200 hoặc là 250. Mà 23 rồi, con này size 36. Chị Đỗ Tâm ơi, chị giải quyết đơn trước cho xong đi chị, rồi chốt tiếp chị, chốt dồn dập vô quá mình không có nhớ đâu chị ơi. Lên mã cho em là 29, size 36 mã 29. Em giải quyết đơn kia xong đi chị, rồi giờ mình chốt tiếp nha. Rồi, một con process là size 42. Màu nó đẹp. Một con size này là size 42. Đồ mới cao. Size 42. Lên mã cho em con này mã 32. Rồi con này là một con size bao nhiêu? Size con này là size 41 nè, dáng đẹp luôn nè. Một con size 41, lên mã cho em con này mã 92. Size con này là size 41 nè. Size 41 giày nam, lên mã cho em là mã 92. Một con Adidas bằng da thật. Adidas này là bằng da thật. Lên mã cho em con này size 38. Adidas bằng da thật, size con này là size 38. Size con này là size 38. Lên mã cho em con này là 51 bằng da. Size 38 lên mã cho em là mã 51. Mã 51. Rồi một con này là thoải mái luôn, đi bộ là đẹp nhất. Size 38. Một con hàng hiệu của chợ Catcher nè. Một con size 38. Mã 00, bao nhẹ luôn. Lên mã cho em con này mã của nó là 00. Mã 00. Xanh đan bẻ. Xanh đan bẻ, size con này là size của nó là size 28, sẽ cưng dữ trời. Ai mang vừa trời. Đẹp. Một con size 28. Lên mã cho em con này mã của nó là 179. Không không, cốt tầm. Size 28 lên mã cho em là 179. Một con size 22. Cái gì chứ chị à? Mấy em đi à? Đôi viết đỏ nó đưa trong cái ghi tặng thôi. Tưởng vào đầu chứ lông. Rồi một con size, con này size của nó là size 22. 1 giờ là bên em gọi chút đơn nha lặng lẽ. Lên mã cho em con này 19, nay cưng gì lắm luôn, nay bé nè. Xuống là ăn uống xong là mình quay lại chút đơn nha anh. Rồi lên mã cho em là mã 19. Rồi con này là hàng hiệu của Isix nè. Một con hàng hiệu của Isix nè. Nóng lưng quá. Size con này là size 37. Một con hàng hiệu của Isix nè, size con này là size 37. Size 37 hàng hiệu của con Isix. Lên mã cho em con này mã 1. Isix. Lên mã cho em con này mã của nó là mã 1. Con này là nút vàng. Con này là nút vàng size 42. Size 42 một con nút vàng size 42. Lên mã cho em là 582. Chấm bài lên giùm bên shop cái mấy chị ơi. Lên mã cho em con này mã của nó là 582. 582. Giấu cái mặt nó dễ ăn. Ăn ngay cái màn hình nó ngại chết luôn. Thà giấu mặt đi đi ăn dễ. Tâm hồn ăn uống. Một con size 36 Adidas sò. Size 36 một con Adidas sò. Mã 13. Adidas sò lên mã cho em là 13. Một con jacket màu đen. Size 36, con này jacket nè. Size con này là size 36. Mã 57. Size 36 mã 57. Ok chị Bin đổ. Rồi ví nha, 13 cho Hạnh Nguyễn. Ví da thật. Ví da thật bán rẻ cho mấy chị luôn để lấy tương tác nè. Ví da thật bán cho cả nhà với giá là 100k một ví.
100k một ví, có dập hiệu logo đầy đủ luôn và màu da bò. Ngăn thẻ thì có ok luôn nè, ngăn thẻ nè, đầy đủ form dáng, bên trong có khóa luôn. Bằng da thật, tất cả là bằng da thật hết. Khi mấy chị nhận hàng không phải là da thật, mấy chị có quyền trả về cho em nha. Không có những, nói chung là những mấy chị xem hàng trước khi thanh toán giúp em, nếu mà hàng không đúng da thật như lời em nói thì mấy chị trả về cho em. Đây, 100k một ví, lên mã ví cho em luôn. Lên mã ví cho em luôn nha. 100k một ví, lên mã ví cho em luôn. Số lượng có hạn. Bằng da thật, bằng da thật. Rồi, một ví cho em lên nha. Da rất là êm luôn. Trời ơi, ví da thật có dập hiệu logo đầy đủ luôn. Đủ tả rồi hả? Trời ơi, chồng em nó chưa đủ. Mọc nữa đi em. Ôm đảo muốn chết luôn. Ở đó mà nó kề. Tuy là ghệ gọc á thì kiếm ôm rồi kiếm cái gì dáng đẹp, siêu mẫu. Khi là thành gia đình rồi phải mọc mới đẹp. Dễ ôm, ôm xương không trời. Ví cho Hạnh Nguyễn. Rồi lên mà ví cho em. Da bò nghe cả nhà. Những hàng không phải ví da thật mới chị trả về cho em đi. Lên mà ví cho em. Nạnh quá sao là cái gì? Rồi chỉ một ví. Rồi binh độ một ví. Binh độ. Rồi ví còn 3, còn 4 ví nữa. Còn 4 ví nữa mấy chị. Cái hiệu này nè. Bằng đồng á. Cái hiệu này nè, logo hiệu này nè, bằng đồng. Trời ơi mấy chị mua hàng bên shop em là em bán để cho mấy chị giúp em chia sẻ với lại là để có tương tác. Chứ giá này em nói thiệt, ngoài shop em không có bán giá 100.000 đâu một con. Từ 250. Bèo lắm là 150. Đó là em nói thiệt. Mà em bán lại bán cho vui thôi, tại số lượng này em nhập con qua Trung Giang. Em lấy hàng này em xỉ lại cho khách ở Việt Nam. Hàng này là hàng ở bên nước ngoài. Đó, nhập về Việt Nam. Rồi em chuyên về sĩ không mà ví này em ít khi nào em để bán lại. Rồi bây giờ quất. Trời ơi trời. Cho nên mấy chị thấy không, em bán rất là rẻ hơn người ta luôn. Ví giá 100.000 một ví. Mà ví da thật, ví này là ví nam nữa. Rồi, chốt đơn. Ví cho Minh Nguyễn Ngọt Mộc. 100.000 một ví thôi. Trời ơi, giấu mặt một chút xíu là ăn hết rồi. Rồi ví. Chốt đơn nha, còn có mấy cái nha. Kiểu khác nhau á. Rồi con này ở cái con màu đỏ này còn bao nhiêu cái? Ví cho Tấn Vũ. Màu đỏ. Kiểu dáng khác nhau nha. Trời ơi, quá động không nè. Rồi ví hồi nãy á là có màu huyết. Có màu huyết, cái này không phải là màu đen nha, có màu huyết, có hai con màu huyết. Rồi cái hiệu là y chang cái con hồi nãy ví. Cái con này em mới vừa đưa xem nè. Đây con này là màu huyết. Màu huyết nha cả nhà, còn có hai con nữa là màu huyết cái hiệu này. Có dập logo bên trong đầy đủ. Trời ơi, xài 100k vừa là ví da thật. Em nói thiệt, không phải là hàng hiệu em cũng mua nó. Tại nó hàng da thật là quá rẻ. 100k mấy chị xài khi không biết bao giờ mới hư. Nói thiệt, chán thôi bỏ. Nè, bằng da thật, dập logo, hàng hiệu, khóa bằng đồng. Bên trong có dập logo luôn. Với lại cái con này là màu huyết. Còn có hai con màu huyết hiệu của con này, con người ta gọi là con gì? Để bàn hả? Để bàn. Rồi cứ lên mã cho em là mã gì ta? Mã 00 gì đi. Khóc hoài trời. Rồi lên mã cho em con này mã 00. Tiếng từ đây ạ? Tiếng từ hậu. Rồi lên mã cho em con này là 00. Còn có hai thôi, hai cái quý nữa thôi. Một quý màu huyết cho Phúc Tầm. Lấy thêm màu huyết rồi biên độ. Màu huyết cho biên độ, hai cái hết à? Hết. Hết nè. Hết đẩy bàn. Còn chim én. Chim én này là còn 4, cũng là màu huyết luôn. Mã 00. Chốt con này nha chị Như Bắc. Khoan, 00 em chốt con ta là màu huyết đó.
không không hết. Hết rồi. Nhưng mà chốt con này cho em được không? Chốt con này cho em luôn nha. Đây. Ví đen còn không? Còn. Nhưng em lên từ từ. Đây, khóa thì khóa đồng. Khóa thì khóa đồng, hồi nãy thì cái khóa là đại bàng. Đây, còn cái này là dập logo. Dập logo, bên trong cũng dập logo luôn, đầy đủ phong dáng luôn. Mà cái ví này là ví đứng. Ví đứng, ngang ví đứng nè, bỏ túi áo là được. Hen, rồi ok, chốt luôn nha Như Bắc. Nè, ví đen cho Xuân Hồng con này chịu không? Hỏi Xuân Hồng, mai Xuân Hồng. Nè, Như Bắc nè. Anh chị lên mã cho em con này là 01. Lên 01 đi cho nó dễ ha. Rồi cái con này mẫu này là có màu đen. Cho Mai Xuân Hồng á. Cứ lên mã cho em là 01 và 01 chữ H cái chữ viết á. Cái là 01 là một chữ D màu đen. Chữ đen còn con cái hả nhỉ? Còn con cái này hả? Rồi có LV. Rồi chốt cho em đi, màu đen và màu viết ha. Ok không? Ok Mai Xuân Hồng. Rồi con này là còn 3 con mấy chị chốt 2 con thôi, còn con này nó bị giặt rồi nè. Nó bị giặt rồi. Con này là xong là em xem là em bị đen. Đen hết rồi. Đen chỉ có LV hết rồi chị ơi, đen mẫu khác còn sang đó chị, LV sang nè. LV, đen thì còn LV. Trời ơi, số lượng này vui vui trời, LV này là bỏ túi vần là ngồi thoải mái. Một con LV. Lì quay. Con này tôm mì nữa nè. Đọc lì quay mà tôi đọc LV á. Tôm mì một con nữa, hồi nãy tôm mì là hết rồi mà. Ở ngoài kia không nghe máy trên đây. Dạ. Rồi con này là lì quay nè. Một con lì quay nè. Rồi lì quay này mặc cái vần mà có hiệu lì quay, rồi bỏ cái túi lì quay cái nữa. Với lại khóa đồng ở ngoài luôn ha. Khóa này là bằng khóa đồng á. Xài rất là êm luôn. Trời ơi đã. Với lại bên trong nè, da thì nguyên miếng luôn. Nhận hàng không phải là da thật, dục lại cho em. Dục lại cho em. Và hàng hiệu của Levi. Levi này còn số lượng tầm 5-6 con. Rồi ai chốt con này mà 02 làm liền. 02 da nguyên miếng, hàng hiệu của Levi. Giá chỉ có 100k, không có mắc. Giá này là em bao trên thị trường luôn thiệt. 100k lũng liền. Lên mã cho em là mã 02. Mã 02 một con Levi. Levi mà 02 cho em. Ô đẹp thiệt luôn mấy chị. Có 100k mà xài da thật. Vừa sang và vừa rẻ. Với lại dập hiệu luôn, chơi lớn. Rồi lên mà 02 cho em, chỗ nó xài đã 02 luôn. 02 Tuệ Hăng. Hai ngăn phủ với một cái ngăn chính nè. 02 Tâm Nguyễn Tuệ Ngạc Tuệ Hăng. Lên cho em xin số hội và địa chỉ nha. 01 02 cho Mai Xuân Hồng đi đơn, chị không gọi nha. Ủa, 02 nha. Thảy cho em vài cái đi, xuống đây nè. 1 nè. Mấy con là 2 3 đâu có đâu, chị kêu đi đơn mà, không ai xin hồng á. 4 rồi còn 2 cái nữa. 4 5 không chờ. 1 2 3 4 5 02 cho Quỳnh Long Hồ, 02 cho Hạnh, còn chị Tâm Nguyễn á. Tâm Nguyễn khoan, từ cho Hạnh Nguyễn cái nữa nè. 02 cho Hạnh Nguyễn. Tâm Nguyễn lấy con này luôn đi, lấy con Tommy này luôn nè. Đây, còn cái đèn đây. Còn xong cái thôi mì. Còn xong cái thôi mì ngang, giả sử như mình lấy 02 đó là 2 cái với một cái của thôi mì này. Ok không? Một con thôi mì nè. Thôi mì. Chuột mèo, mèo chuột y chang nhau luôn. Hàng hiệu khác nhau, đổi cái lần không quê. Có đổi cái mấy chị ơi, không có đổi tôi đổi lui nha mấy chị. Không có đổi được, nhưng đây. Mà nó hết rồi, đổi đi đâu nữa hết rồi. Hàng like con nào hết con đó đâu có đổi được mấy chị. Li quay còn một con nữa. Levi còn một con, còn 01 là con này nha. Ok không? 01 là con này đúng không Tâm Nguyễn? Con này là mã 01, 01 còn 3 con. Ai chốt là Tâm Nguyễn lẹ. Mình còn 2 cái, chịu không anh? Chịu ok giùm em cái nha. Rồi mẫu này là còn bao nhiêu cái? Đù. Ủa hết rồi đó. Đây là chị. Hết rồi. Ừ, còn con đó sẵn đưa chị. Hai a. Rồi, hay gì 2 cái 01. Hai cái 01 thì còn màu huyết này nè. Hai cái 01 là màu huyết này nghe. Màu huyết này là hai cái 01. Đúng thì lên ok. Đúng thì lên ok cho em. Rồi chỉ chốt 02 3 cái. Sao nữa? Con này rồi, là bị hư. 01 đây. Hư okay, cái à. Lấy gần cái đi.
phải không, biết cái nào đó bị dập da này đó. Ừ nè nè, lấy con này đó, đưa con đó qua lại. Ai chốt con này bán luôn 50k luôn đi. Nó bị dập da chỗ này nè. Rồi con câu này nè bị dập da, ai lấy con này thì em bán luôn 50k dứt điểm. Cái con mà không không một. Ê con đừng có quậy lúc mẹ lai cái cho con. Quậy quá mẹ không có thương. Rồi 50k một quý bị dập da một chút xíu. Rồi con này sóc còn con. Con này hai màu. Chị lấy luôn. Rồi chị lấy luôn 50k con này. Rồi con này khóa đồng đầy đủ luôn. Khóa đồng đầy đủ còn con cái à. Còn con cái à, lên mạ cho em con này đi. Lên mạ cho em là mạ của nó mạ mấy. Con này lên mạ cho em là mạ 07. 07 02 cho Nguyễn Đức Ninh. Có đâu nữa em? Dạ 02 nè. Nguyễn Đức Ninh lên cho em xin số điện thoại và địa chỉ liền nha. 02 là của là hiệu Tâm Mì nha. 50k hết rồi. Chị Tâm Nguyễn lấy rồi, 07 Tâm Nguyễn, con ngọt nha. Con này rồi hết. 07 hết. Rồi cái con này còn số lượng nè. 2 4 6 7. Con này là còn lên mã cho em là mã 25. Cũng y chang nhớ trơn à, cho mấy chị xem trên. Lên số điện thoại địa chỉ liền nha. Con này khách chốt lên mã cho em là mã 25. Nè, bọc. Mã 25, con này là đẹp ngang khóa đồng nè. Hiệu cũng giặt như nhau hết, logo bên trong có đầy đủ hết. Mà cái ví này là ví đứng. Ví đứng bỏ trong túi quần hoặc là túi áo là đều ok luôn. Rồi ví đứng này là nó tiện. Tiện là túi áo, túi quần là đều được. Con này lên mạ cho em là mạ 25. Ok rồi. Đức Ninh lên địa chỉ luôn giùm em nha Đức Ninh. Không lên ba lô. Trời ơi từ từ lên. Nói chung là chán lên với chi chơi. Rồi con này lên mạ cho em là mạ 25. Màu da bò. Rồi hết mẫu rồi. Còn có nhiêu, còn mấy đó là gì? Ủa sao nãy ta chốt đó. Rồi con đó là cái gì người ta chốt luôn mà. Nó còn sót lại đâu đây nè. Cái con mà bị dập đó hả? 25 cho Phú Mỹ. Con bị dập 50k chốt Tâm Nguyễn rồi. Đưa qua đi, em cứ ôm hoài, em quá chân đi. Cứ ôm hoài sao chị biết. Sao lộ về nó gây, ủa hồi nãy chị nói chốt tôi không đủ cho khách nữa. Sao dư mấy con này trời. Hồi nãy đưa vô 0102 cho bà đó đó. Bà đó không hai màu không chịu đó. Rồi Phú Mỹ ai nữa, Tâm Nguyễn 25 nè, 25 đâu thấy của cho em. Cái gì không like nữa, chia tay rồi. Trời ơi, tôi đang like cái này xong rồi qua tới cái đó liền này. Chia tay đi đâu. Rồi 25 Nguyễn Thái. Rồi chốt đi cả nhà. Không chốt hối hận nha. Không biết nào có nữa nè. Dứt điểm luôn rồi đó, hồi tối em có like rồi. Tại hàng không lên, số điện thoại địa chỉ nó like lại đó. Rồi không lên số điện thoại địa chỉ làm việc luôn. Trời ơi mấy chị. Rồi cái con này mà mấy chị không... không chốt sao, dập logo của con ngựa nè. Dập con ngựa nè. Và ví nào ví đứng, thẻ thì có đầy đủ luôn. Thẻ có đầy đủ luôn, tiền bạc thì ngon lành. Ví thì ví đứng, giá thì có 100k đồng giá chứ em đâu có bắn mắt đâu. Rồi khóa bên trong có đầy đủ luôn, ngăn thì đầy đủ. 100k mã 25. 100k lên mã cho em là 25. Mã 25 cho em liền tay. Khóa ngoài này là khóa dập hiệu, ở ngoài này là khóa bằng đồng. Bằng đồng luôn, mã 25. Rồi mã 25 chốt. Số lượng này hết rồi đó nghe. Số lượng hồi tối em lái sạch sẽ chân. Lái chân luôn. Rồi lên mã cho em là mã 25. 25 ai chốt thì hú em. Còn có mấy con à. Còn có mấy con à. Rồi cái con mà Levi nè. Levi còn một con Levi nè. Với lại còn hai con Levi. Không lên số điện thoại. Chỉ nào lên lại giúp em Levi. Rồi cái con mạ của nó là mạ 01. Màu đỏ, màu huyết. Rồi màu huyết 01 Levi màu đen. Rồi màu đen. Màu đen cho Tuyết Hồng 25 Minh Tâm 25 01 màu đỏ nghe, màu huyết nghe. Nghe Nguyễn Thái. Rồi màu đỏ nghe Nguyễn Thái đúng lên, lên Tâm, ok. Nguyễn Tâm cho em xin địa chỉ nha. Con này là màu huyết á Nguyễn Tâm. À, cái gì nè Nguyễn Thái. Còn cái này à, đúng rồi nè Nguyễn Thái. Còn này là Levi. Đen Levi Tiết Hồng rồi. Đừng có lên nữa coi chừng nó trùng. Màu huyết hết rồi.
Màu biết hết. Còn mã 25. Còn mã 25. Mã 25 với một con LV Levi. Levi màu đen rồi hết. Rồi bắt đầu lên hàng ngược lại. Ok chị Tiết Hoàng. Rồi một con size 43. Một con giày nam size 43. Size 43 lên mã cho em là 123. Size con này là size 43 lên mã cho em, con này mã của nó là 123. Mã 123. Một con nút vặn. Size con này là size 42. Nút vặn size 42. Không lên là mình không có đơn nha Hưng Nguyễn ơi. Đi chơi cho con nha vô vậy. Rồi size con này là size 42, một con nút vàng với giá là 200k, đừng đưa nút vàng nhiều quá, đưa giày nữ lên. Rồi con này lên mã cho em là mã 4. Mã 4. Thấy đi chị của chị Lê Minh Tâm. Rồi tiếp tục cho em một con size bao nhiêu? Size 41. Một con size 41 màu đẹp cực kỳ luôn. Một con size 41 lên mã cho em con này mã 75. Size con này là size 41 lên mã cho em là mã 75. Mã 75. Một con doctor. Con này là size của nó là size 36, không gì đẹp bằng. Màu rất là đẹp luôn, một con size 36 co dạng đầy đủ luôn. Size 36 co dạng đầy đủ, màu cực kỳ hot. Lên mã cho em là 125. Lên mã cho em con này màu của nó là 125. Một con size 36 mã 125. Màu quá VIP luôn. 125. Rồi con này là một con lười thể thao. Size con này tệ hăng. Size 39. Size con này là size 39 siêu nhẹ luôn nè. Chốt đơn mình lên cái điện thoại bình thường là có đơn nha Hương Nguyễn. Mã 35. Tệ hăng cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Mã 35 Phúc Nguyễn mình chốt không được màu đen đâu. Nguyễn chốt được không? Lên mã cho em là mã 35. Mình có đồng ý cọc không? Đồng ý cọc em chốt cho mình nha Phúc Nguyễn. Rồi một con hiệu nai. Một con hiệu nai. Cho chị tiếp trên like dùm em đi tệ, tệ hang cho máy luôn lại nha. Hưng Nguyễn màu đen cái gì? Chốt cái gì? Hưng Nguyễn. Nguyễn đâu có à, ảnh trên số điện thoại không à. Rồi một con size con này là size 37 hiệu nai. Một con size 37 hiệu nai lên mã cho em con này 00, cái này dẹp con chùm chỉ ơi. Lên mã cho em con này là 00 này luôn. Phúc Nguyễn đồng ý cộng không? Đồng ý cộng em chốt cho mình nha. Ôi, lên mã cho em con này là 00. Ok, tại hang cho em xin địa chỉ không tại hang ơi. Rồi một con size 40, con này là bằng da thật luôn. Size này là size 40, bằng da thật, size 40. Lên mã cho em con này là 129. Size 40 lên mã cho em là mã của nó là 129. Mã 129 size 40. Rồi size con này là size 38.5. Size 38.5. Một con size 38.5. Con này lên mã cho em con này mã 17. Lên mã cho em là mã 17, size con này là size 38.5. Mã 17, mấy đứa đừng có mấy cái này đừng có dán vô nữa nha. Giỏi quá. Rồi lên mã cho em là 17. Một con nút vặn. Size con này là size 42 nút vặn. Một con size 42 màu đen đẹp mã 23. Size 42 lên mã cho em là mã 23. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không chị Tại Hăng? Thêm một con Adidas. Adidas này độc lạ size 38. Một con Adidas độc lạ nè, nhìn form dáng Adidas nè. Adidas này độc lạ, size con này là size 38. Ok chị tệ ha. Lên mã cho em con này mã 90. Lên mã cho em con này mã 90. Mã 90 cho em nha. Bằng da thật luôn con Adidas này. Một con cao cổ, con này 200k. Một con son đen size 37 200k. Size 37 200k lên mã cho em con này mã của nó là 200k.
Rồi lên mã cho em con này mã 200k một con. Mấy chị chấm bài lên giúp em cái. Thời gian xa ơi là xa. Rồi con này là size 36.5. Một con Adidas. Size con này là size 36.5. Lên mã cho em là 76. Mấy tắt rồi. Mã 76. Đâu cũ trước hết trơn luôn này. Rồi một con hiệu Nike cao. Cái này size 38 luôn nè. Cái này là size 38. Trời ơi trời. Em không biết coi. Size con này là size 38 mà 29. Size 38 mà 29. Rồi giày bé có luôn. Một con size 30. Giày bé. Trời ơi nó chán. Một con size 30. Lên mã cho em con này mã 36. Size con này là size 30. Lên mã cho em là mã 36. Một con hàng hiệu của Isix. Hàng hiệu Isix, size con này là size 27. Một con size 27 hàng hiệu của con Isix. Mã 128. Mã 128 Isix. Rồi con này là size bao nhiêu? Size con này là size 20. Con này là size 27. Một con size 27. Lên mã cho em, con này mã của nó là 91. Giày bé gái. Lên mã cho em là mã 91. Em nên nhìn cái đôi giày các bé ơi. Một con size 25. Một con size 25. Lên mã cho em là 34. Kệ nó nhìn giày bé rồi, kệ nó đi không hút luôn rồi. Rồi size 25 lên mã cho em là mã 34. Mã 34. Size con này là size 41. Một con này là miso. Size con này là size 41. Size 41 lên mã cho em là 112. Size 41 lên mã cho em con này mã của nó là 112. Một con nút vàng dùng về nữ lên. Size con này là size 43. Một con nút vàng. Size con này là size 43. Mã 32. Mã 32. Lười thể thao. Một con lười thể thao, size con này là size 37. Đừng con lấy gì vô lấy đồ vô lao đừng. Size con này là size 37. Mã 76, mấy chị có chốt hàng hay không hay là bị đứng luôn rồi. Cắm bài lên, gì đâu mà đứng hình đứng luôn đứng chung rồi vậy. Chốt thì chốt một con là chốt chung luôn. Bắt đầu tới luôn nữa rồi. Dừng. Gọi vô bếp làm đi. Qua đây xe của trong điện thoại. Lấy, 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 đánh mày cái. Lấy điện thoại của con đi. Thôi có hết pin rồi. Hết pin thì sạc. Sạc, máy sạc con à. Đi đi. Đi con. Chọn lấy máy con đi đi. Chọn lấy máy con đi. Con thở thề. Đúng không? Nhưng thôi rồi nhặt cái mông hư bưng cái dụng mưng miệng từ nhặt cái chứ nó. Mã 76. Rồi lừa nữa nè. Con này là đi bộ buổi chiều. Êm luôn. Một con IKEA Classic nè. Con này là size 39. Mã 108. Size con này là size 39. Lên mã cho em con này mã của nó là 108. 108 một con size 39. NB. Con này NB. Một con size 37. NB tông màu rất là đẹp luôn. Size con này là size 37. Size con này là size 37. 108 cho Hạnh Nguyễn. Lên mã cho em con này mã của nó là 28. Size 37 lên mã cho em là mã 28. Mã 28. Rồi một con Adidas luôn bé nè. Size con này là size 25. Size con này là size 25. Yêu cầu 24 chút luôn con 25 này là được nè. Tại con bé nó cũng mau lớn lắm. Một con size 25. Hàng hiệu của con Adidas đây nè. Size con này là size 25 mà 20. Adidas đế bằng cưng quá. Lên mã cho em là mã 20. Rồi thêm một con bé trai. Con này có đèn. Có đèn siêu nhân luôn.
Size con này là size 27. Đẹp và sang. Siêu nhân, trời ơi, mua mấy đôi giày gặp nó là nó mừng chết luôn. Yêu cầu là có siêu nhân là lỏng mà. Rồi lên mã cho em là 14. Mua giày bé mà cũng kén. Lên mã cho em là mã 14. Rồi con này là Fila. Size con này là size 38. Trời ơi, nó mới mà mới sáng con mắt luôn á. Con này là size 38, mã 8 cho em luôn. Size 38, mã 8 cho em luôn nè. Size 38, mã 8 cho em. Mã 8. Rồi, con này là một con bao tử. Một con bao tử, bao tử bụng. Đợi ha. Bao tử bụng, da cực kỳ chất, da rất là dày. Xài rất là bền. Nói chung bao tử bụng nam nữ đều xài được. Nam nữ đều xài được luôn. 14 cho Hương Nguyễn. Bên trong cực kỳ rộng và thoải mái. Với lại nên mua. Nói chung là rất là tiện. Khi ra đường rất là tiện luôn. Một con bao tử bụng này, giá của nó chỉ có 170k. Lên mã cho em, con này là mã của nó 407 cho em liền tay. Số lượng chỉ có 5 con. Chốt lên tối. Giả sử em lên ban đêm á, thì mấy chị có cần thì chốt cũng không có kịp. Bây giờ em lên ban ngày để mấy chị sang trước. Trời ơi, lên giúp em 407, còn 5 con với giá chỉ có 170k. Lên mã cho em là 407 lỏng. 407 cho Tệ ha. 407 cho Thanh Hoa Quỳnh. Có rồi, đừng có lên nữa nghe, có chừng nó bị trùng á. Đẹp xuất sắc luôn. Và 407 này á. Nè hai con này nè. Đưa con kêu qua lại nè, hai con này nè, 407 nè. Con cháu với con cháu. Nè, còn con cháu con nữa. Cháu còn một con nữa. 407. Mã 8 mình không được chứ Thanh Hoa Quỳnh, chốt lại con khác chị ơi. Con cháu còn một con nữa. Trời mấy chị đừng có chê nè, 170k mấy chị xài mấy năm luôn. Không phải giỡn chơi đâu. Rồi, cái con này là một con bao tử chéo nam. Cũng là 170k luôn, có một con duy nhất hết dứt điểm. Cái con này đúng ra là hết từ hồi tối rồi. Tại sáng sớm gọi điện không bắt máy, xả ra. Em làm việc nhanh gọn lẹ. Khóa thì khóa bằng đồng. Khóa thì khóa bằng đồng luôn. Nhiều okay, ngăn. Thanh Hoa Quỳnh đi đâu luôn rồi. Trời ơi, ngoài shop em mới chị lụm 500k một con. Lụm 500k một con. Túi da thật. Da cực kỳ êm luôn. Ngang, da cực kỳ êm luôn. Con này với giá là 170. Lên mã cho em, con này mã chéo. Đơn giản thôi. Mã chéo có một con. Chốt nhiều cũng có luôn. Mã chéo chỉ có một con. Rồi cái con này là một con nha. Một con bao tử da bò mà hàng hiệu của Hamed. Hamed. Chéo cho đây Hồng Phong. Con à. Rồi con này một con Hamed nè. Chéo cho Thanh Hoa Quỳnh. Có đâu nữa? Chỗ tay vậy kìa. Ủa. Đã ha. Ủa sao đâu ra con tại đó, để đâu rồi? À. Rồi một con bao tử của Hamed nè. Chéo hết. Hết rồi. Rồi một con bao tử của Hamed nè, HM. Da rất là xịn luôn, bao dày. Xem hàng trước khi thanh toán mà hàng không ok thì đừng có nhận. Em lưu thông tin bình thường là chuyện quá bình thường luôn. Rồi ok, khóa kéo đầy đủ luôn. Đẹp, sang, da chất lượng, em bao da thật 100%. Rồi lên mã cho em con này mã 2. Làm việc xong, mã 2. Mã 2 này chỉ có hai con, một con HM này nè. Lên mã 2 cho em, mã 2. Hàng hiệu của HM, dập hiệu đầy đủ luôn. Trời ơi, nó chống chỗ em ngồi một cái, thấy thoải mái liền. Rồi lên mã cho em con này mã 2. Mã 2 lên liền nha. Chống chỗ. Rồi lên mã cho em là mã 2. Mã 2 lau ta. HM nha. Hamed nè. Rồi lên mã 2 bao tử. Lên mã cho em con này mã 2. Xong việc. Rồi bé nè. Một con bé màu cực kỳ đẹp luôn. Bé này là màu cực kỳ đẹp luôn. Con này là size bao nhiêu? Con này là size của nó là size 28. Siêu nhẹ. Size con này là size 28. Một con siêu nhẹ. Con này lên mã cho em là mã của nó là 00. Lên mã cho em con này mã của nó là mã 00. 00 một con. Một con size 28 mã 00. Mã 00 cho em.
Rồi con này là size 30, siêu nhẹ, đẹp và sang luôn. Một con size 30. Lên mã cho em, con này mã của nó là 72. Size con này là size 30, lên mã cho em là 72. Mã 72. Mã ơi, mấy con thể thao nhìn nó mê. Nhìn quá mê luôn. Rồi con này là size của nó là size 27. Trời ơi, nó đẹp và đẳng cấp luôn. Một con size 27. Size 27 lên mã cho em là mã 58. Bị trắng sáng. Rồi mấy chị, tốt không? Rồi lên mã cho em là mã 58. 3 con vừa rồi. Em bé nghe, 3 con vừa rồi của em bé là con nào cũng đều đẹp hết. Cũng đều đẹp hết, cũng đều cưng hết luôn. Nhìn nó cưng cực kỳ luôn mà nó nhẹ. Với lại con này đôi hàng Mỹ nè. Hàng Mỹ nè. Size con này là size 28. Một con size 28. Con này lên mã cho em, con này mã của nó là 147. Size 28 lên mã cho em là 147. Rồi con này là size 36. Một con hiệu Nike cao cổ size 36. Lên mã cho em, con này mã của nó là mã 00. Size 36 lên mã cho em, con này mã 00. Mã 00 cho em. 147 cho Lệ Hồng. Rồi mã 00. Rồi bé trai size 24 nè. Size con này là size 24 nè. Và là lười luôn, lười thể thao luôn. Size 24 lên mã cho em, con này mã 10. Size con này là size 24. Chốt con này lên mã cho em là mã 10. Mã 10. Một con Puma VIP. Con này là Puma xuất sắc luôn. Một con Puma. Size con này là size 37. Size con này là size 37. Một con Puma size 37. Lên mã cho em, con này mã của nó là 396. Rồi giới tính rồi. Lên mã cho em là 396. 396 cho em con đó. Rồi con này là size của nó là size 24 nữa nè. Bé trai nữa nè. Size 24 lên mã cho em là mã 2. Con lười luôn. Size 24 mã 2. Rồi một con hiệu Nike. Má ơi đẹp xuất sắc luôn Nike này. Một con hiệu Nike size 36. Một con hiệu Nike MS. Size con này là size 36. Lên mã cho em, con này mã 67. Lên mã cho em, con này mã 67. Mình chốt mã gì với anh Tiến Bùi ơi? Gì? Mã 10 em vừa mới xong đó. Chốt rồi nhưng mà anh lên số điện thoại dư kìa. Không biết anh có chốt mã gì không. Rồi con này là size 39. Nút vặn luôn. Size con này là size 39 nữ nha. Một con nút vặn size 39 nữ. Con này lên mã cho em là 249. Lên mã cho em là mã 249. Rồi một con Adidas không đẹp không lấy tiền. Một con Adidas size 38. Adidas này là size 38. Lên mã cho em, con này mã của nó là 613. Size 38 lên mã cho em là mã 613. 613. Cái bọc nào mới thay rồi để riêng nha. Đừng có để chung với bọc chưa có thay. Mới đầu cũ qua cũ lại tháo ra tháo ăn cái một. Như cái giày tay hồi tối á, là chị thấy hơi không hài lòng cái chỗ mà thay bọc mới rồi. Rồi lấy bọc cũ để chung với bọc mới. Chút nữa lộn lại. Một con size 43. Một con size 43 lên mã cho em. Size 43 mã 89. Size 43 lên mã cho em là mã 89. Rồi con này lên mã cho em là mã 89. Một con size 43. Rồi bé nữa nè. Size con này là size 22. Một con size 22 mã 01. Rồi con này xuống like. Lên mã cho em, con này mã 01. Size 22 mã 01. Rồi xuống like. 6 con, một con LV ví. LV Lily White.
Rồi xuống like 2 giờ lên tiếp. 2 giờ lên tiếp. Màu gì xám? Có gì đâu xám. Bình luận bên kia được nhiêu? 502, còn trên máy mình 498. 502 hả? Rồi xuống like ăn uống về 2 giờ like tiếp. Rồi bye bye mấy anh chị.